Nhảy. Trời. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I... Chào các bạn với kênh Tony TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mời đứa trẻ trâu lại đây để làm một cái video full bạch ti. Full bạch ti là cái gì vậy? Full là cái hồ, bạch ti là buổi tiệc. Full bạch ti là cái buổi tiệc dưới hồ. Wow. Em không biết bơi làm sao em xuống sông tắm được. Chúng ta sẽ không làm một buổi bạch ti dưới sông mà làm ở trên bờ hồ bơm. Xong rồi sau đó trải ở khắp cái sân này nè, chúng ta sẽ vào trong đó tắm. Yeah. Vậy thì bây giờ mấy em ở đây phải dọn dẹp hết mấy chiếc xe này lùa về góc ngoài bên đó đi. Giữa xích đây nè, xích đây nè, xích xích phía bên này nè. Rồi cái hồ bơi bằng chứa dư sức một chục đứa mà nhóm chúng ta ở đây tới 11 đứa trẻ trâu luôn. Anh Vinh ơi, hai đứa này nhỏ xíu à, diện tích nó cũng chiếm có một miếng à. Chạy ra. Ê, nào tranh giành tao với quà. Vô hỗ trợ các bạn coi, đứa nào đứng ở ngoài ở không là khỏi có tắm nha. Quay lại. Ừ, để xuống, để xuống. Trời ơi, cái hồ bơi sao bây giờ tao thấy nó nhỏ như vậy. Mấy đứa bay đông quá. Bước tiếp theo là gì mấy em biết không? Bơm lên đi, lấy cái ống bơm đi. Rồi mình bơm cái gì vậy? Gần đi, người ta bơm cái này là người ta phải lấy cái đồ bơm máy. Nó cần phải có cái ổ điện nữa. Vậy là bây giờ mấy đứa cưng phải di dời cái hồ này tới gần cái ổ điện để mới bơm lên được. Rồi chúng ta sẽ khiêng ra sau. Cúp cái này, ghim này vô. Rồi. Đó. Đó, xịt nó. Đâu rồi. Kè nó phồng lên kìa. Nó phồng lên mới được miếng à. Đi theo anh đem nó ra ngoài sân. Ừ, để xuống. Rồi phải rồi. Trời đất ơi. Oh. Nhìn ơi, bây giờ nước đâu đổ vô gì vậy anh Vinh? Lấy cái ống nước này nè, gắn vô trong cái này, truyền nước qua. Cưng đứng ở đây, nhiệm vụ cầm nước ở đây truyền vô nha. Dạ. Thằng ơi, đứng chỗ này chừng nào mới xong chạy? Đây, nếu nhanh thì 5 phút, nếu lâu thì có thể là 1 ngày. Lâu dữ thằng ơi. Tại vì buổi sáng nước máy nó yếu, chảy ra ít chiều à. Chế chừng nào mới đậy cái bồn đi trời. Nãy giờ em ngồi đây mổ lưng quá anh Vinh ơi, mở lâu quá à. Thấy cô bộ cái tình hình này chắc chúng tôi phải lấy thêm cái xô hoặc là những cái thau nước để mà tiếp sức đổ nước vào cho nó tranh thủ đậy cái bồn này thôi. Chứ từ sớm tới giờ mà mới được có nửa ô của cái bồn. Trời à. Trời, nước máy sáng sớm yếu xèo à, bơm nãy giờ chưa đầy nữa. Nói chung là buổi sáng nước ở đây yếu lắm cưng ơi, ở nông thôn mà đâu được như ở mấy thành thị đâu. Thành thị thì người ta cải tiến hơn. Bước ra ngoài ngoài đổ vô trong cái bồn đi. Gà chỗ khác để cho em trai nó làm. Trời ơi, con trai mà yếu đuối không có được. Ta phải như thế này nè mới đúng chứ. Đây, tàu thao này bự nha, mạnh lên đây. Ừ. Cặp kia đâu, nhắm lên đây, nhắm lên. Đổ vô. Dòng mấy cái nào nước có chút xíu mà bơm cũng không nổi nữa, nhìn thấy mắt ghét rồi. Đổ nước vô đi. Rồi, đỡ đỡ hơn được rồi nè, sắp được 2/3 rồi nè. Vô làm thêm một lần như vậy nữa là đủ rồi. Lần này làm gì vậy? Trời ơi, coi ổng kìa. Đổ vô đi. Xong, thế là xong rồi, không có còn gì nữa hết trơn á. Anh Vinh ơi, giờ nước này hơi ấm rồi, mình mua nước đá mình để vô cho lạnh đã lắm anh Vinh ơi. Rồi, dứt luôn nè, tôi cần mua 5.000 nước đá cho anh đi nha. Dạ. Rồi, chạy đi mua đi. 5 giây rồi, em giờ tới liền.
5 minutes later. Mua không cùng nước đá à, mà lâu dữ kìa trời. Kìa kìa, nó về tới kìa. Mấy thầy có mày đi mua đi nè. Cục đá bự lắm nha mấy bạn. Bởi vì khổ cho bạn rồi. Chúc nó xuống lấy cái bọc ra, bọc dơ lắm. Rồi. Ơi cục nước đá nè ông nội rồi. Nước bao nhiêu đây đủ rồi, dẹp ông đi. Bây giờ tiếp theo là mấy đứa biết cái tiết mục gì không? Cởi áo đi. Cởi ra lẹ lên. Có đứa nào cởi quần không? Di cởi quần đó luôn. Ờ Di là người ta là vận động viên bơi lội nè. Như là xém chết đuối 79 lần hay gì nè. Cơ thể của bạn Di là một cái cơ thể rất là cân đối. Bởi vì bạn ấy đã đi bơi rất là nhiều rồi. Ủa Vinh em trai này đâu ra vậy? Thì á, cái vị huynh đài này cho hỏi là lực sĩ ở cái vùng miền nào vậy hả? Tên gì? Em tên Phát. Tôi sẽ là người đầu tiên vô trong cái bồn này. Nhảy vô nha, vững chắc nha. Quá đã. Vô đi, vô đi. Mấy cục đá trà vú. Ồ, mát quá. Má hồi vô nhiều quá. Sao này làm gì hả? Vỗ cái đít đó coi. Ừ. Ê, mày đi nhà Đặng Phương kìa. Ờ, gái theo gái, trai theo trai đi. Ừ, làm gì hả? Có một cục nước đá mày lấy mày kỳ vú kỳ nách hoài. Trời, đây đây, đưa cục nước đá đây coi. Trời ơi, nãy giờ có con nào bị hôi nách không, lấy đá kẹp vô nách. Nào bị hoa nách đó, bị hoa nách phong. Dỡ nách ra, dỡ nách lên, dỡ nách lên. Dỡ nách lên, rồi ép xuống. Cục nước đá còn có một chút mà, tiết kiệm đi, dỡ lên trên đi. Trời ơi. Trời ơi, tắm cái này mà kỳ nước đá là hết sảy luôn. Có đứa nào mắc tiểu hay là mắc ỉa gì thì đi ra ngoài nha. Cái bồn này là không có chứa mấy cái thành phần vô ý thức kiểu đó à. Và chúng ta sẽ tổ chức một cái cuộc thi. Đứa nào mà giải nhất sẽ có thưởng. Cuộc thi là cuộc thi học coi ai lâu nhất. Rồi chuẩn bị đếm tới 3 là cùng nhau học xuống nha. Học không nổi thì nhúc cái đầu lên. 1 2 Hộp. Hộp xuống. Ừ cứ không chơi thì thôi. Ngồi đó đi làm trọng tài. Rồi Á Tiên là người đầu tiên đã thua. Tiếp theo. Tiếp theo là tới thành viên này đã thua. Phan rồi. Dương thua. Mấy anh nam nhi của chúng ta đang rất là lợi hại, đặc biệt là anh áo đỏ này, tư thế của anh ta rất đẹp. Thua. Con rồi, đấy thua rồi. Thằng ơi, thua con Phương có vậy à, tốt thiệt chứ. Tiểu Phương đó rồi. Nồi nước sôi để mà ra ngoài nấu mì cho mấy em nó ăn. Trời ơi, giống như là một món quà bất ngờ vậy đó, mua nguyên một cổ bim bim luôn. Cái giá để đây luôn, để múc nước sôi nấu mì cho mấy đứa dùm con luôn nha. Đây bim bim đủ thứ hết trơn luôn nào. Mì nữa, chơi là chơi mì hộp không à nha. Đây cái kéo luôn đây, để cắt mấy bịch hạt nêm. Trời ơi. Kéo luôn giùm ai. Dạ, cái chiêu này có phải là chó bưng lông châu thủ không ạ? Đứa nào lại đây massage anh Vinh đi thì anh Vinh cho ăn mì. Massage cho ăn mì. Buông ra đi. Đi ghẻ ông nội ơi. Đi ghẻ thì đi ra ngoài nghe. Nó bị gì? Bị chạy sao chạy? Té nè Ngọc Dư. Ngáo ngựa té. Có rất là nhiều bạn hỏi gì. 54 đâu rồi? Anh 54 đâu rồi? 54 ở đâu hôm giờ không gặp. Tại sao 54 em không thấy? Thì mấy đứa cưng có ngủ 54 không vậy hả? Sao? Nó đi quay phim nắng nó không đi anh Vinh ơi. Rồi hả em ngủ nó đi nó cũng không lì được. Đi nắng đạn thì nắng cũng nắng à, cũng đi học võ cũng nắng nè, cũng đi quay phim nắng chút xíu mà không đi.
sống có làm cái gì mà nó không chán đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng cảm ơn anh Năm Bốn đã theo tôi 9 tháng, 10 tháng gì đó nha. 9 tháng luôn nha. Ừ, cũng phải là thật sự rất là cảm ơn. Còn cái chuyện mà mình có cái gì hay hay vui vui thì cứ rủ bạn Năm Bốn. Còn chuyện bạn ấy có đi hay không là tùy cái quyết định của bạn ấy. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái thử thách mới. Thử thách coi người nào mà nhảy xuống cái tư thế đẹp nhất thì tôi sẽ thưởng cho bạn đó 2 ổ bánh mì. Tất cả hãy tránh ra để cho em nhảy. Hãy tránh ra. Thằng này nhảy có tới đâu đâu mà nó hổ báo dữ trời. Bò mày nhảy lẹ lẹ ba cái đi. Hai tao ngồi đây dịnh chế cho mày lâu lắm rồi á. Thằng ơi, thằng này nó nhảy xong gách quần luôn rồi. Đâu gách nhiều không? Đâu miếng à, đâu có thử coi. Nhảy thần thánh của bạn Đại Nguyễn Tấn Đại. Chà, cái tướng thằng này, cái bụng thằng này mà nhảy xuống dưới không chừng bể hồ à. Hai. Wow. Đây gọi là tư thế ớt nhảy xuống giếng. Tiếp theo tới thằng chuột, chuột này lộn dữ lắm á. Rồi, chuẩn bị coi nó lộn cỡ nào. Một, hai, nhảy. Trời. Đang là người phá kỷ lục hiện tại. Mời đếm. Một, hai. Ôi. Trời ơi, được có 3 điểm hà. Anh đã bị thua cuộc. Và người chiến thắng ở đây là bạn Vũ Thanh với cú lộn thần thánh. Anh ta đã đạt được 10 điểm từ ban tổ chức Tony TV. Chạy vô trọng lấy gói mì gan đi. Và mấy em hãy ra ngoài đi, đang lấy đồ ăn kìa. Lẹ đi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Con mì xào táo quân nha. Cho nó mì xào táo quân đó. Thì cái mì xào táo quân đó đưa cho thằng nhóc này. Rồi. Ra ngoài đủ. Ai nữa cưng là mì gì à? Mì xào táo quân. Dạ, lấy một tô mì xào táo quân cho em trai da đen đi. Ăn ở trong trống rồi mắt tôm nó đổ ra ngoài nước á, nhất nhạt á. Ừ, mình vô trong này mình ăn đi. Ăn xong rồi mình ra đây mình tắm tiếp. Có đứa đổ mì rồi, tô của ai đây? Của con gì hả? Để tô giữa đường á, anh Thanh đi ngang nó đạp đổ luôn rồi. Khát nước quá, mua nước uống anh Vinh ơi. Đúng rồi, ăn là phải có uống chứ. Rất là nhiều nước luôn. Một chai, ba chai, sáu chai. Khát nước ở đây. Nước đây nè. Wow. Rồi, uống cái nào lấy lẹ lẹ đi, nhanh tay con. Lấy béo uống đi. Mấy đứa cưng tắm hồi sớm bây giờ có đủ chưa? Dạ. Chưa đủ hồi sớm, giờ là 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Thôi bây giờ mình cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Và đừng quên cái gì làm cái gì. Rồi, nhớ học tiếng Anh phía bên dưới này luôn nhé các bạn. Pool là cái hồ, party là bữa tiệc. Pool party là buổi tiệc trong hồ. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Con sói băng ngu ngốc, ngươi đã bị chúng ta lừa rồi. Nó nhiều nó làm gì đại ca, hai anh em mình bay lên xử nó luôn. Quỷ băng đảo. Bán rồi. Hả? Trời ơi, cái súng của ta. Chết đi, thằng mập đệm. Trời ơi, nãy giờ tao bị con sói quánh muốn chết luôn đây nè. Mà mày không lo, mở đó tới cây súng. Tài sản của một cây súng làm sao mà không tiếc. Mày thằng vô dụng.